cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 2 ha. Em lên một cái clip này để giao lưu với cả nhà mình một số mai giống ghép gốc nhớt ha. Gốc nhớt này đặc biệt, nhớt của em thì đế đẹp 100% hết rồi cả nhà. Thì hôm đó nay mấy anh em mình có giao lưu với em rồi thì cũng biết ha. Thì còn em cũng có một cái nói thiệt như vậy, tại vì hôm rồi thay chậu á. Hôm rồi thay chậu thì mấy đứa em nó thay mà nó quên ghi tên đó cả nhà. Nên bây giờ em đăng cái nội dung là chỉ là bán mai gốc ghép thôi. Còn cái giống bây giờ em có loại em phân biệt được, có loại không phân biệt được, tại cái lá nó còn hơi non cả nhà. Chủ yếu là bán mai giống mà gốc đẹp thôi. Thì cái nội dung của giống ở đây là cúc hai tầng, cúc kem, cúc quý phi và một vài giống khác, nói chung là những giống hot hot không nha cả nhà. Quý phi rồi cúc vip ha, cúc 150, bạch mai đủ loại. Thì bây giờ do nó hơi lộn xộn nên em giao lưu với cả nhà mình nó đồng giá 100.000 ha, 100.000 một cây. Thì 5 cây bên em mới bao phí ship nha cả nhà, từ A tới Z là gốc lò xo hết ha, gốc quấn ghế lò xo, gốc đẹp hết. Nếu như mà gốc nào xấu thì cả nhà trả lại em ha, do nó có cái hơi dở vậy đó. Chứ đúng đâu, quý phi bây giờ hiện tại cũng còn 200.000 một cây ha cả nhà, hoặc là lúc này thì cúc hai tầng nó cũng đang hot trở lại thì giá nó cũng 150 cây nha cả nhà. Mà gốc thường thôi, còn của em là gốc hoàn toàn là quấn ghế đế đẹp hết ha cả nhà. Giao lưu số cả nhà mình là 100.000 cây. Thì cái giống thì bây giờ em thật sự là em không có biết. Em không biết cái giống nào mà, tại không có ghi tên, cái lá còn hơi non á. Nhưng mà em sẽ lựa cái màu lá khác cho cả nhà mình. Ví dụ cả nhà mình lấy 5 cây á, thì em lựa cái màu lá khác cho cả nhà mình ha. Thì nội dung là cúc vip nè, cúc hai tầng, cúc quý phi, phú tầng 24 cánh và một số giống khác nữa ha. Đế đẹp 100% hết nha cả nhà. Đây, nhà mình thấy không? Đế đẹp hết. Thì những cây như thế này á, thì thơm rồi em cũng quay cho cả nhà mình xem á. À, nuôi tương lai nó thì cái cũ nó lên rất là đẹp ha. Cả nhà mình thấy không? Này chói nắng mình quay cả nhà gắn xem cho ha. Gốc đẹp 100% hết nha cả nhà. Như cái này thì em biết nó là quý phi nè. Ha. Quý phi như thế này, cái gốc thường thì nó cũng là gốc thường thì nó cũng đã là 200.000 ha, mà cái gốc này nó cực kỳ đẹp ha cả nhà. Thì cũng có nhiều anh chị chỉ có người thích thích lò xo, có người không thích. Nhưng mà nhìn mình chơi mini thì nó rất là dễ thương ha. Đấy. Do em bây giờ nó hơi lộn xộn nên em không có phân loại giống ra được cái nên bán đồng giá nha cả nhà. Chứ đúng ra có những cái giống bây giờ nó phải hơn 100.000 cây ha. Thì để cho cả nhà mình cái giá vậy. À, bây giờ em còn hàng hà sa số luôn, em không chưa có phân biệt được nên chưa đăng bán được cho anh em mình nè. À. À, nó phải lên một hai cây nữa nó cái màu lá nó đậm lại đó, mình nhìn mới biết. Có những cái giống cái lá nó hao hao giống nhau ha. À, những cái giống bạch mai vậy thì biết rồi nè, hoặc là lên cái lá là biết ha, những dòng khác không biết nữa cả nhà. Đây là số gốc em chưa ghép. Cả nhà mình có cần giao lưu thì em giao lưu luôn. 15.000 một cây phôi. Ship từ 50 cây nha cả nhà. Rồi, quay trở lại với cái đám này thì anh chị em nào có cần có nhu cầu thì liên hệ giúp em ha. Thì giá là 100.000 cây ha, bên em ship từ 5 cây nha cả nhà. Tại do em lu bu quá em không có thời gian để làm đóng từ cây hoặc là một hai cây ha. Công việc nó ê hệ luôn cả nhà, bên mong bắt ngát chưa có làm đâu tới đâu tới nên ship ít, em ship không có thời gian ship nha cả nhà, chứ không phải là làm chê này nọ đâu ha, hoặc là chảnh đâu, anh em thông cảm nha. Rồi em xin kết thúc cái clip này, rất mong được sự ủng hộ cả nhà mình. Tạm biệt cả nhà.